Chuyện của nhà vô địch ASEAN. Ở tuổi 27, Phạm Quang Huy mới lần đầu có cơ hội tham dự một kỳ Á vận hội. Xạ thủ người Hải Phòng giành ngôi vị cao nhất khi anh đánh bại lần lượt các đối thủ Hàn Quốc, Uzbekistan, Ấn Độ và chủ nhà Trung Quốc. Nhưng ít ai biết, Quang Huy đã lên ngôi vô địch châu Á với thể thức anh chưa vô địch quốc gia một năm qua. Tại kỳ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022, Quang Huy là một trong những thành viên của đội Hải Phòng tham dự môn bắn súng. Xạ thủ sinh năm 1996 giành một huy chương bạc nội dung 10m súng ngắn hơi, nhưng ở nội dung hỗn hợp nam nữ. Với thể thức cá nhân nam, anh chỉ đứng hạng 7 chung cuộc và không được trao huy chương. Đến tháng 3 năm 2023, tại giải vô địch súng hơi quốc gia tổ chức ngay trên sân nhà Hải Phòng, Quang Huy cũng không thể giành HCV. Anh khép lại nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam với vị trí thứ nhì chung cuộc, xếp sau Nguyễn Đình Thành, Công an Nhân dân. Tại giải vô địch bắn súng các đội mạnh quốc gia tháng 8 năm 2023, Quang Huy giành huy chương đồng. Ở sân chơi quốc tế, Quang Huy là thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam vô địch SEA Games 31 nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam. Nhưng ở thể thức thi đấu cá nhân, Quang Huy lại không thể vượt qua vòng loại. Thành tích tốt nhất anh giành được ở các giải cấp độ thế giới trong 2 năm qua là vị trí thứ 28 vòng loại. Đâu là lý do khiến Quang Huy có thể giành HCV ASEAN ở nội dung anh chưa vô địch quốc gia một năm qua? Câu trả lời nằm ở điểm rơi phong độ vận động viên. Đây là điều kiện tiên quyết với thành tích của các xạ thủ trong một giải đấu. Quang Huy vốn thi đấu không thực sự tốt ở giải vô địch thế giới vừa qua, nhưng anh đã cải thiện phong độ khi đến Á vận hội lần này. Tại ASEAN 19, Quang Huy giành 580 điểm tại lượt đấu vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là con số rất cao với cá nhân Quang Huy, người vốn chỉ có điểm số dao động quanh mức 575 điểm tại các giải trong nước và quốc tế. Trong 60 phát bắn, xạ thủ Việt Nam không có lần bắn nào dưới 9 điểm. Phong độ tốt được Quang Huy tiếp tục thể hiện ở lượt đấu chung kết sau đó. Sau 3 lượt bắn đầu tiên, Quang Huy lọt nhóm tranh huy chương với khoảng cách không quá lớn so với người đứng đầu. Xạ thủ người Hải Phòng mất thêm 2 lượt bắn nữa để vươn lên vị trí đầu tiên và giữ vững ngôi đầu đến khi kết thúc. Trên thực tế, trong môn bắn súng, khoảng cách điểm số giữa nhà vô địch và những người phía sau luôn rất nhỏ. Quang Huy đã giành HCV ASEAN khi chỉ hơn người đứng sau đúng 1,1 điểm. Ai cũng là vua vòng loại. Chia sẻ về khối lượng tập luyện của vận động viên Việt Nam với bạn bè quốc tế, một kiện tướng từng tham dự Olympic nói, nếu xếp hạng trao huy chương Olympic theo số bài tập, Việt Nam chắc chắn vô địch thế giới. Vận động viên Việt Nam tập luyện chăm chỉ, chuyên cần hơn các nước khác, nhưng chúng ta thiếu những vị trí bổ trợ khác để cải thiện thành tích cho vận động viên. Câu chuyện tương tự cũng được vận động viên Ủsu Dương Thúy Vi chia sẻ bên lề sau khi giành huy chương đồng ASEAN 19. Cô gái vàng của thể thao Việt Nam nói nếu tính thành tích tập luyện vào thi đấu, ai cũng là vua vòng loại. Bởi, trước ngày vào tranh tài chính thức, họ đã trải qua hàng trăm buổi tập, với thành tích hay dở thay đổi theo từng ngày. Giữa hàng chục vận động viên, ban huấn luyện một đội tuyển thể thao thường chọn ra những gương mặt đại diện có thành tích thi đấu ấn tượng nhất.